người chơi có thể ban được admin. Nghe qua thì vô cùng vô lý, nhưng trong server không luật lệ lâu đời nhất của thế giới 2B2T thì đã có một nhóm làm được điều này. Giới thiệu sơ qua cho những bạn nào không biết thì server không luật lệ là một dạng server chứa đầy những thành phần hack trong cộng đồng Minecraft. Và định nghĩa một server không luật lệ đơn giản nhất đó là sẽ không ban bạn cho dù bạn có làm bất cứ điều gì. Nhưng vì một lý do nào đó, mấy thanh niên bên server 2B2T đã làm điều ngược lại. Họ đã có thể ban được tài khoản của admin Housemaster. Ở trong video này mình sẽ nói tới hai dạng ban. Một dạng thì có thể các bạn đã biết rồi, còn dạng kia thì có thể là chưa. Dạng ban đầu tiên đó là ban account trong Minecraft. Về cơ bản thì các bạn không thể nào ban được một tài khoản của một admin trong server, bởi vì đơn giản họ là một admin và họ có toàn quyền trong server đó. Nhưng nếu các bạn đã coi video của mình về những thứ vũ khí nguy hiểm nhất trong Minecraft thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết tới một vũ khí tên là chân ban. Nếu các bạn muốn biết kỹ hơn thì hãy nhấn vào video đó và coi nha. Ở đây mình sẽ giải thích sơ lược lại về chân ban này là gì. Đó là người chơi sẽ cố gắng làm quá tải một chân trong Minecraft, làm cho bất cứ người nào đi đến khu vực chân đó sẽ ngay lập tức bị kích khỏi game. Điều này cũng không ngoại trừ admin, có nghĩa là kể cả admin đi tới khu vực chân ban này cũng sẽ bị kích ra khỏi game ngay lập tức. Theo mình suy đoán, trước kia Housemaster đã phải vô trong một cái nick khác, hay còn gọi là một tài khoản khác, tên là GeorgeBush420, để có thể xóa được khu vực chân ban này. Và cách thức thứ hai là gì? Ở đây không phải gọi là cách thức thứ hai. Ngoại trừ Minecraft ra, người chơi đã tìm được cách có thể ban được tài khoản PayPal của admin Housemaster. Và lý do của điều này là gì? Chúng ta đều phải quay lại nhìn những người chơi trong hội Brawlmen, là một hội từng được thành lập bởi House One, chỉ với một mục đích là làm flag server và phá server. Admin Housemaster của 2B2T đã quá tức giận với những người chơi này và tìm cách để có thể shadow ban tất cả bọn họ. Và shadow ban là gì? Thì shadow ban hay còn gọi là prior ban, nó là một dạng ban thường thì chỉ có trong những server không luật lệ. Dạng ban này sẽ xóa bỏ hoàn toàn quyền ưu tiên vô server của những người chơi bị shadow ban, cho dù là họ có donate đi chăng nữa. Và đó dường như là nỗ lực cuối cùng của admin Housemaster để cứu vớt được server của mình. Và không dừng lại ở đó, những người chơi trong hội Brawlmen đã tìm ra một cách có thể khóa được tài khoản PayPal của Housemaster để trả thù. Đó là họ sẽ gửi yêu cầu refund cho PayPal, báo cáo rằng Housemaster đã lừa đảo bọn họ và bọn họ không nhận được gì khi mà donate cho Housemaster cả. Và chỉ một ngày sau đó, PayPal đã gỡ bỏ tài khoản của Housemaster ra khỏi danh sách tài khoản PayPal của website. Và cuối cùng thì hội Brawlmen, những người chơi trong server 2BHT cũng đã ban được admin Housemaster. Cho dù là không chính thống cho lắm, nhưng chỉ vui được vài ngày, đúng chính xác là 3 ngày. Thì 3 ngày sau đó, tài khoản của Housemaster đã được cập nhật lại và mọi người đã có thể donate cho server hoàn toàn bình thường. Thì đó là cách mà những người chơi trong server 2B2T, server không luật lệ lâu đời nhất của thế giới, ban một thanh niên admin chuyên lấy tiền đi cho gái. Các bạn nghĩ thế nào về chuyện này? Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và đừng quên để lại cho mình một like, share video, nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để có thể đón nhận được những video mới nhất từ channel của Jenny. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau nha.